Theo tôi, theo định tục luật không có việc đó được phép. Tại sao này? Đấy, ông thấy không? Không, vấn đề của tôi ấy. Ghi đủ hàng này mà có tên ra nghĩa là không có gì. Với tôi, không có tên ra ngoài. Thế thì thôi, tôi ghi đủ ký tên rồi. Tôi quan quan còn làm việc như thế nào? Đấy là việc ông đúng không? Tôi chất ông bạc rồi à? Bây giờ chết của anh. Riêng mày, tao hứa thành tự mày nhá. Được không? Thì mày là cái à? Bây giờ mấy người ngồi đây? 5 người đấy. Tôi đúng 5 người. Ngồi đây. Đấy nó đánh tôi, đấy không làm gì đâu. Chửi tôi đấy. Ghi vào. Tôi đang đọc cái bản người phải. Chú Hùng xong cái bản xem cấp phép chưa? Đọc nốt xem sang thông qua cho chúng sang đi các bác. Một con đùi, cây trần. Cái thứ nhất như thế, cái thứ hai là thái độ làm việc là không hợp tác. Khi nhắc nhở anh ngồi xuống làm việc thì anh giơ chân lên bàn rồi anh quát, anh chửi, xong anh nhảy qua bàn, anh vào phía trong của cái phòng trực ban anh làm việc. Xong anh cứ đi lại lại rồi anh chửi từng người, ngồi ghi biên bản anh còn chỉ thẳng mặt những người làm việc là mày đừng có chỉ nghe chúng nó mới chỉ đạo, đừng nghe chúng nó chỉ đạo mày sao hơn mới. Mày có sợ mất sao mất gạch không cái nói kia. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục các cái anh công an ở đây. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Anh chỉ náo vô cùng, cứ xin lỗi chị, anh chỉ vào mặt thế này là anh chửi địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Tôi thấy thì anh náo quá mà anh không hợp tác với những cái anh công an của phường, của thành phố. Đấy là cái thái độ của anh mà từ khi mà đến lúc 10 giờ cho đến lúc 2 giờ anh ấy ra về. Anh bỏ anh về, anh không hợp tác anh bỏ anh về đấy. Là không cái lúc nào anh ấy ngớt mồm anh chửi rủa.